nhằm cập nhật các kiến thức mới về chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý thường gặp trong tai mũi họng. Mới đây, Hội Tai Mũi Họng Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chuyên đề: Cập nhật kiến thức chuyên khoa tai mũi họng. Buổi sinh hoạt khoa học diễn ra dưới sự chủ trì của Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài An, giám đốc bệnh viện An Việt, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Phúc, chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cùng sự tham gia của các báo cáo viên, giáo sư Patrick Trần Bá Huy, chủ tịch Viện Hàn lâm Pháp, bác sĩ Sandra Zauce, chuyên gia tai mũi họng, cựu chủ tịch người sáng lập Hội Thính học Nhi, bệnh viện Miền Nam Lyon Pháp. Phát biểu khai mạc tại buổi sinh hoạt, giáo sư Nguyễn Đình Phúc đã nhấn mạnh vai trò quan trọng trong cập nhật kiến thức và chia sẻ chuyên môn về bệnh lý tai mũi họng, giúp các bác sĩ có cái nhìn khách quan, nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị, phát triển chuyên môn ngành tai mũi họng, báo cáo tại buổi sinh hoạt khoa học giáo sư Patrick Trần Bá Huy đã trình bày nội dung ca tuyến giáp và hướng xử trí hiện nay, chia sẻ tổng quan về sự gia tăng bệnh ca tuyến giáp, thực tế áp dụng phẫu thuật ca tuyến giáp với khối u từ 1,5cm trở lên. Buổi sinh hoạt khoa học còn có sự trao đổi kinh nghiệm giữa chuyên gia tai mũi họng Sandra Zauche đến từ Bệnh viện miền Nam Lyon, Pháp về các chủ đề như nguyên tắc tạo hình xương con trong điều trị viêm tai giữa, trần đoán hình ảnh với lâm sàng trong bệnh lý mũi xoang, buổi sinh hoạt khoa học lần này được cho là mang lại nhiều kiến thức giá trị cho các bác sĩ chuyên ngành tai mũi họng vì có sự tham gia của giáo sư patrick trần bá huy người đầu tiên giữ chức vụ chủ tịch viện hàn lâm pháp được biết, bệnh viện An Việt cũng là trụ sở chính của Hội Tai Mũi Họng Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Chuyên khoa Tai Mũi Họng cũng là một trong những chuyên khoa mũi nhọn của viện. Chính vì vậy, những buổi sinh hoạt khoa học chuyên ngành Tai Mũi Họng được bệnh viện chú trọng và cử các bác sĩ trẻ tham gia nhằm nâng cao kiến thức trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.